Rồi, hello anh em. Thì nhân vật chính của mình ngày hôm nay đó là em XSR155. Em này dạo gần đây khá hot ha. Thì trước khi vào XSR, mình có con xe cho anh em tập chơi nè. Đây là GXXR150, chỉ 35 triệu thôi, biển số Bình Dương nha anh em. Xe rất là đẹp, xe đây cho anh em coi. Xe còn siêu đầy đủ luôn nha anh em. Siêu đồng hồ đầy đủ luôn nè, chưa bóc luôn nè. Đấy, chìa khóa là chìa khóa xịn mất cây. Đó, rất là đẹp đó. Em này còn rất là mới luôn, mình nói mới khoảng 90% luôn anh em đó. 35 triệu nha anh em. Đã đây nào thích thì cứ inbox cho mình, còn rất là mới nha anh em, rất là đẹp, mua về tập chơi là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung qua cái em XSR155 này. Thì em này thì hiện tại là đang rất là hot anh em, và không có hàng mới để bán nha, không có xe mới luôn nha anh em. Còn xe này là mình mua xe lướt luôn đó, rất là đẹp, vỏ còn mới tinh luôn nè anh em đó. Vỏ XSR nhìn nó rất là đặc trưng ha. Gì vậy? Thì cái độ bình yếu. Vỏ XSR rất là đặc trưng luôn nha anh em. Rồi, thì cái con này thì nó kiểu dáng lát xích cổ điển anh em. Cái đồng hồ cũng rất là đẹp đây đó. Em này đi được 10.000 cây anh em ha. Rồi, quan trọng là giá thôi. Mình thấy anh em trên mạng đang bán con này với giá 7x anh em. Nhưng mà đối với anh em ha, thì con này là biển 63 Tiền Giang D1, 63 Tiền Giang. Thì mình sẽ bán anh em 63 triệu. 63 triệu cho anh em dễ chơi ha. Anh em về tập chơi là ngon lành luôn. Bên mình hỗ trợ bao quay đầu. Cái yên này rất là đẹp ha. Mọi thứ thiết kế nhìn nó rất là đẹp, cổ điển. Và em này hiện tại đang hiếm nha anh em. Để mình ngồi lên cho anh em xem. Em qua bên góc này quay cái đẹp nè. Qua bên đây quay thử. Con này đối với những người mà chiều cao khoảng 1m7 là ngồi vừa đủ rồi anh em. Đó, anh em 1m6 thì có thể hạ phục. 1m7 là ngồi vừa đủ nha anh em. Ngồi rất là đẹp. Cho anh em nghe tiếng bô. Rồi, thì em này hai chìa khóa kính zin đầy đủ luôn, mình đang chờ chủ xe chuyển xuống anh em, đang chờ chủ xe chuyển xuống. Còn máy móc thì mới tinh, mọi thứ đều mới, xe rất là ít chạy xước luôn. Anh em mua xe này tiết kiệm được khoảng hơn 20 triệu, mà bây giờ mua xe mới là cũng không có nữa đâu anh em ha. Xe mọi thứ là còn can xà beng, mình cũng chả biết nói gì nữa. Thì con này cục máy nó là 155 VVA, nồi chống trượt Clipper Plus đó. Rất là nhiều công nghệ. Còn xe thì đương nhiên là nguyên bản zin rồi, xe lướt rồi, nguyên bản zin. Thì xe có lên bảo vệ các nước rồi, cặp kính rồi, mấy cái vặt vặt thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đó, anh em nào mua về mà anh em mình thấy có nhiều bản độ rất đẹp, anh em mua về độ là bá cháy luôn nha anh em. Đây, anh em coi cái quay cái đầu đèn cho anh em xem, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là nhức nách. Đó. Rất là đẹp, rất là đã. Nói chung mình cũng chả biết nói gì nữa, tại con này mình đã từng review rồi, mình chỉ quay cho anh em cái độ mới của nó thôi. Thì vỏ viết rồi, dĩa rồi còn mới tinh anh em. Con này khoảng 95% nha anh em, mới nha. Đó. Rồi, đèn hậu á nè, cho anh em coi đèn hậu. Đèn hậu nó sẽ như thế này, xi nhan nó sẽ như thế này. Đó, nhìn nó cổ điển. Cổ điển nhưng mà hiện đại, hiện đại nhưng mà cổ điển. Hiện đại chứ không phải hài điện cho anh em yên tâm nha. Con này á, thứ nhất là nhớt tiết kiệm 850ml nhớt thôi, nếu như không thay lọc. Rồi nói chung bảo dưỡng nó nhẹ như vậy, nó dễ bảo dưỡng lắm, không có gì khó hết. Rồi bây giờ xong con này anh em ha, xong con này 63 triệu, biển số 63, hợp lý cho anh em dễ chơi. Tầm thấy hiện tại trạng mấy anh em đang bán với giá 7x không à, mình bán 63 triệu. Xe lướt nha anh em, xe đẹp nha anh em. Anh em cứ coi cứ đánh giá, xe rất là đẹp. Nói chung là từ trước ra sau là đẹp hết. Anh em qua coi là đánh giá nha. Rồi tiếp theo mình quay cho anh em. Anh em nào muốn trải nghiệm Z800 thì có Z8 đây, 138 triệu. Mẫu này là mẫu 2016 nha anh em.
Xe này xe 2016, còn rất là đẹp, sơn zin còn nguyên nha, không có dặm tút gì nhiều. Quá đã. 2016 mà còn những con đẹp như vậy thì cũng rất là hiếm ha anh em ha. Rồi tiếp theo là CBR150R 2022, biển số Sài Gòn 55. Z8 này cũng biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Rồi R15 này chưa bán, tại mình chưa ký, chưa đăng. R15 này 8.000 cây, chắc nếu có bán thì cũng bán 40. Còn con này là 45, con này 2.500 cây nè. R15 màu đen 2.500 cây, biển số Sài Gòn luôn nha anh em. À không, biển số 62 Long An. Con này mới đi 2.000 cây à, con này lướt luôn anh em, mua chẳng khác nào xe mới. Con này chưa ký giấy cho nên chưa có đăng được, xong mình sẽ đăng lên một bài riêng con này đó. Rồi hết rồi, hết sale rồi à, mấy con này mình đăng rồi nha. Ninja 650 mình đăng rồi, anh em mua 650 chỉ có 140 thôi, rất là rẻ đó. Rồi bây giờ là mục tiêu chính là vẫn là em XSR155 đó. Anh em nào thích SSR thì cứ liên hệ cho mình nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Máy 6 vô ngồi thử bi bi nè, là máy 6 mấy rồi, máy 62 rồi, anh em ngồi thử nè. Đó, nhón đó anh em, máy 6 thì có coi chừng nha anh em. Đó bên mình quay là đầy đủ, em nhón qua bên đây thôi, em bỏ chung đây rồi nhón nha anh em. Thì con này có thể hạ phục được nha anh em. Anh em nào mà thấp thì bên mình có thể hạ phục cho anh em, hạ phục chi phí nó khoảng tầm 300-400 thôi, nhưng mà hạ được hết nha anh em. Rồi ok nè, quay cho anh em ốc tán là mới tin luôn, ngồi đẹp bột. Con này bữa bi nói á, đi đường trường được mà leo núi cũng được. Ừ, đường trường leo núi cũng được mà đi cà phê cũng được nữa, nhìn nó rất là chất luôn, nhìn nó kiểu cà phê racer ha. Hồi xưa mấy anh em hay độ cà phê racer á, bây giờ nó ra con này thì anh em khỏi cần độ cà phê racer nữa, đẹp khỏi cần độ, khỏi sợ công an, mà cái kiểu dáng nó nhức nách luôn, rất là tuyệt vời đó. Quay một lần nữa cho anh em xem XSR155, lâu lâu mới về một con thôi, giá hợp lý đó. Rồi GX cho anh em tập chơi, GX này mới tinh luôn. Đây mình đẩy để rộng chỗ anh em. Và sắp tới mình sẽ đổi một cái chỗ rộng hơn để dễ chơi anh em. Ở đây mình phải bắt buộc phải đẩy xe nhiều để cho nó rộng chỗ, chứ không có chứa được nhiều. Đó anh em thấy không? Nhiều đây mà đã nghẹt nhà, thấy anh em thấy không? Đó, nhiều đây mà đã nghẹt nhà luôn. Nghẹt luôn thấy anh em. Đó, quá trời xe luôn. Ok anh em ha, anh em nào xem clip thì bình luận, anh em nào thích thì cứ alo cho mình. Bye bye, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.